Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh stream của BB, và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận đấu thứ hai trong một trận starter khu vực châu ngày hôm nay. Trận đấu giữa team Cleave và team Secret. Wow, team Secret này là một team mới, nhưng mà các thành viên của họ thì không hề mới chút nào. Đó chính là team được sáng lập, bao nhiêu là được sáng lập từ 5 player: Puppy, Notel, S4, Kuroki và Fly. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những lượt ban pick. Có thể thấy được lúc này bên phía team Cleave họ đã ban Gabriel, cùng với đó là IO. Về phía team Secret thì họ ban là Deadrofet và lại cần một cái chiến thuật gọi là một cái những lượt ban chống cái chiến thuật push từ phía Puppy. Về phía Cleave thì họ first pick cho mình Razor, còn Secret đó chính là Doom và Mirana. Tiếp đó chính là Sky cho bên phía team Cleave. Vậy là cả Bad Rider và Void đều đã sống sót sau lượt ban pick đầu tiên. Và đó là Viper đã bị ban đến từ phía team Cleave. Ban Viper. Ông Viper nó cao to được Razor ở cái limit, nên là ban Viper là một sự lựa chọn hợp lý đến từ phía team Cleave thôi. Và đó chính là ban Void. Bằng Puppy ban Void. Void là một lực ban hợp lý khi mà Void sẽ combo rất tuyệt vời với Razor và Sky. Một cái ban rất nhanh đến từ phía team Cleave đó chính là Tinker. Đã ban Viper, ban Note Tinker. The Razor có thể quẩy thoải mái ở cái limit này. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Team Secret này đã reserve time. Team Secret này theo tin đồn thì đó là team Yupon. Đội hình mới là họ sẽ được tài trợ bởi Yupon, nhưng mà đó chỉ mới là tin đồn, nó chưa có gọi là sự xác nhận chính thức đến từ phía cả hai phía. Thêm vào đó nữa là Team Secret này trận đánh đầu tiên của họ tại giải Starladder cũng là trận debut của team, thì họ có một cái sự khởi đầu không may mắn khi mà đối đầu với lại Alliance. Không biết là trận đấu với một team hạng 2, hạng 3 như Cleave. Cleave là một team hạng 2, hạng 2 thì không biết Secret sẽ thể hiện như thế nào đây. Và được ban thứ tư của phía Secret đó chính là Tidehunter. Puppy ban dưa hấu chan. Mình có vẻ như Puppy không thích ăn dưa hấu, đó là ban luôn dưa hấu chan. Mirana Doom Puck. Không, cái lối ban pick của Puppy nó rất là quen thuộc thôi, nhìn giống như là Navi đang thi đấu vậy. Nhìn như là Navi đang thi đấu vậy không? Cũng là Doom, lại là Mirana, lại là Puck. Doom này chưa biết là đi offlane hay là đi carry. Puck này, nếu mà cả Doom cả Puck thì cũng chưa rõ ràng là sẽ chia lane nào, vì Doom thì có thể carry hoặc là offlane, Puck thì có thể đi mid hoặc là offlane, Mirana cũng có thể carry hoặc là support. Có rất nhiều sự lựa chọn và chúng ta vẫn chưa biết được là Puppy sẽ quyết định như thế nào. Trong khi đó thì bên phía team Cleave đã có cho mình Furion cho việc đi offlane rồi. Sky, Furion, Razor, họ vẫn còn thiếu một cái stun AOE hay là một cái skill giữ lại. Với việc Boy, Void bị ban ra, Tai bị ban ra, Puck thì được pick, thì không còn nhiều hero cho phía Lee có thể lựa chọn. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dùng thời gian của nó tính được với team Secret rồi. Wow, Doom thì là nè Puck. Doom thì là nè Puck. Đó mới là Furion. Deathrow Fate thì ban ra. T
tiếng cờ của Miranda. Có thể ông game này Enigma là không hay, tại vì cái layout của bên phía team Secret là kiểu bắt lẻ xong rồi đâm sẽ vào tăng rồi quẩy với lửa. Navi họ vẫn thiếu khỏi Navi, Secret họ vẫn thiếu lượng damage, họ sẽ cần một con support kiểu như Oshaker hoặc là Senking. Naga Siren. Dire team pick. Naga Siren cho phí team Secret. Naga Siren. Naga Siren này không biết sẽ đảm nhiệm vị trí support hay là carry đây. Nhưng mà một điều chắc chắn là với việc có cho mình cái chiêu chói, chiêu ensnare thì cái arrow Miranda sẽ dễ bắn hơn. Đó là một cái điều không thể bày cãi. Suy nghĩ rất là lâu để đến từ phía stress của phía Cliff. Không biết anh đi này có đang bị stress hay không, khi mà phải gặp một cái team kiểu như All Star vậy. Kiểu là một cái team kiểu All Star của châu Âu vậy. Các layer của team Secret đều là những layer rất là nổi tiếng trong cái làng Dota châu Âu. Với hai đội trưởng của hai cụ vương international, đó là Poppy và Xbo, rồi Notel thì siêu support, rồi Kuroki cũng vậy, rồi cả Fly, vâng Fly cũng là một đội trưởng, vâng một team mà có ba đội trưởng, Poppy, Fly và Xbo đều là từng là đội trưởng. Stress suy nghĩ rất là lâu. Có thể thấy là lap của bên phía team Cleave rất là mỏng. Lap của Cleave rất là mỏng. Chỉ cần một cái combo là kiểu hủy diệt thì rip. Còn nút đam khỏe thôi là rip ngay. Họ cần một tanker. Earthshaker. Vâng, lúc nãy tôi dự đoán Oshaker cho bên phía team Secret, thì lần này Oshaker lại nhảy qua team Cliff. Oshaker là một cái lực biết có phần chiến thuật khi mà nó có thể counter được Naga, cũng như là tránh việc team Secret sở hữu một cái khả năng công tổng khủng khiếp đến từ phía Oshaker. Tại vì thường mà Furion mà nó theo chiến thuật Wrath thì nó sẽ lên thêm lên thêm cái buff 3 nữa. Có nghĩa là Furion ngoài 5 con đệ thêm 2 con buff hoặc là 7 con unit thì sẽ rất là khó chịu khi mà Oshaker vào ulti. Nên là phía Cleave họ đã biết cho mình Oshaker để tránh cái việc đó. Phía team Secret thì họ ban ra Radiant pick. Còn Cleave thì ban rất nhanh, ban Shadow Demon, vẫn sợ combo Miranda và Shadow Demon. Nhưng mà vẫn còn đó bên. Tôi nghĩ là sẽ là Naga support cho Notel. Buck sẽ đi mid. Dom đi off, Miranda support, vậy là còn thiếu carry. Cũng có thể là Miranda chuyển sang carry. Không, vậy là mình phải support rồi. Clint team pick. Cho vị trí carry của bên phía team Secret. Và Rakiro. Radiant team pick. Một con support có năng push cũng như là 2 skill E với Ice Bath và Macro Pyre. Vâng, Kuroki với Clint. Puppy, Miranda, Fly, Doom, Big Daddy, Notel với Naga, Notel support chuẩn rồi. S4 với Puck.
10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Vâng, chúng ta cùng đến với lap của team Secret. Đó là Kuroki, Carry, Clint, Puppy, Support, Miran này, S4 với Buck, Clasidimit, Fly, Offland với Doom, và cuối cùng là Big Daddy, Notel với Naga Siren. Về phía team Cliff, đó chính là Razor với Rodier, Matt Pump với Ashaker, Stress với Jakiro, Soneko of the Labuta, mình sẽ gọi tắt là Labuta, Sky, và cuối cùng là Sarkoz với Furion. Một cái set mix khá là hầm hố. Bây giờ Smoke từ phía team Cliff, họ sẽ tiến vào rừng của Secret và đó sẽ là những pha cắm quá thôi. Một quá cắm xuống lock game. Ở sale mát luôn, set box sale mát của S4, set box alliance. Sau này sẽ có S4 này, tag alliance. I make this. The battle begins. Cái ward này cắm trước rồi. Vậy là phía Secret họ biết có cái ward ở đây. Và họ sẽ có một pha cắm Senchi. Giờ lao ra, Puppy Stress một chói lại. Puppy Arrow thẳng rồi, bây giờ là focus vào phía Stress S4. Có up này, đẩy up thôi. Vẫn chưa đẩy up, nắm tay luôn, đẩy up rồi. Stress mid rồi, stun được S4. Ở đây Puppy gần chết, Puppy xin focus. Puppy nằm xuống, không, đó là worst kill, không phải là first blood. Và bây giờ thanh niên Stress đã phải lui về. 1-0 cho Cliff. Ở đây đuổi nhau hàn át nó. Kuroki cần cẩn thận, thanh niên Labuta này phải là hàn át lúc nào, giật xét lên ở mid thì vâng cho con Jakiro đi mid. Jakiro đi mid thì sẽ có level sớm, có năng push trụ được, nhưng mà cho nó đi với Puck thì là hơi quá sức. What the fuck? Một pha bao game kỹ thuật và cả đám rủ nhau disconnect. Rồi, các bạn như với việc mà phải gồng gánh một team Yupo như thế này thì server đã chịu không nổi. Server đã bị quá sức. Ôi thôi rip.
Rồi. Vậy là tạch rồi. Như tập thể tạch. Tất cả mọi người đều đã thăng thiên rồi, tất cả các thể loại caster, admin này nọ cũng thăng rồi. Vâng, đã đi cái nét đó rồi. Giờ chờ thanh niên Asuka nữa rồi. Fountain Trip. Disconnect thì cả bọn cùng kéo nhau về Fountain đứng. Có vẻ như đây là một cái Join Load hả? Rồi bây giờ cái anh đi là bây giờ thanh niên admin thì bảo vào vào lobby lot xong rồi được không được pass xong rồi cả nguyên đá thì được connect được rồi xong rồi admin lại bảo kiểu mày được connect được rồi à. Giống như kiểu thanh niên bảo vào lại trận hồi nãy về. Lẹ lên cho em vào ơi. Chung là cho nhau ở lại xong rồi bây giờ nấp shit as fuck và vào rồi lobby à. Xa rồi.
Trận đấu rất là dài. Giờ đang vào lại. Hai bắn. Dire's middle tower is under attack. Rồi theo ra. Arrow rồi. Bây giờ một lưới focus vào phía Sky. Sky đấm cuối cùng. Sky đem xuống một đều nhìn phía Team Secret. Phong pha đầu tuyệt vời đến với Puppy. Và đó là Secret ăn được mạng một điều. Bảo là clip không xong ra lúc 1:30 và tạo điều kiện cho một quả hero thần thánh GG. Bất biết là bất ngờ đúng không? Biết là bất ngờ, ai mà ngờ trong đời có những pha thần thánh như thế. Không bất ngờ. Set đâm của Hi full set luôn, full set đâm của Hi Hi. Một đào rồi mà trận đấu đó nghe là cân căng thẳng, căng thẳng khi mà hai team đều chưa có một pha drop gun nào cả. Lúc đầu trước khi lúc lót thì chỉ có một pha di chuyển đến từ phía team Secret thôi, và họ di chuyển xuống để mà đấu chip tình cờ ăn được cái mạng. Và đây đó cái ward của phía team Clay lóc được cái kèm này rồi, và Secret họ đã biết rồi. Wow, slow biết đã đi một trở lại một arrow thẳng mà đây còn hút đàm Roger. Anh ấy muốn no tail chạy được rồi. Bây giờ Roger này mình không kết vào Kuroki, có ăn hút được Roger gần chết rồi. Bây giờ lãng lách đám võng Kuroki MV rồi. Bây giờ Roger sẽ sống. Run DD. Cái hộp rất là đẹp. Behold. Stress luôn đề luôn đề rồi, stress thố rồi, stress hơn stress là 900 máu vất là nó 400. Radiant's middle tower is under attack. Last hit deny thì có vẻ như limit cực kỳ owning luôn, 16-8 và 4-2. Kinh vậy sao chơi, một e rồi cầm thẳng bằng stress focus vào phía stress thôi, cắn luôn đề rồi đẩy up stress nằm xuống. Easy kill cho phía Secret. You have learned nothing. Phong độ nhất thời mà đánh cấp là mày mãi. Giờ một forget và mất đó rồi, Kuroki nằm rồi. This will only hurt forever. 18-9 đây với lại con Yakido 4-2. Giờ tiếp tục là Rim coi có cái stress lại nằm ở cái limit này. Vâng, cho S4 cái level 6 là một cái điều không hay. À, có cái arrow phủ đầu, vậy là TP Sida.
một pha mid kill Sida rồi. Poppy lên rất cao, cắm một cái ward để mà control lane cho phía Kuroki có thể farm được. Đó là no tail. Big Daddy. Dire's middle tower is. Ở đây Poppy lại có arrow phải không? Poppy vừa mới arrow Sida rồi. 3-2 cho Secret và Rodier level 5. Trong đó thì Kuroki còn lát hit thọt hơn hãng sẽ thành niên Rodier này. Kuroki 12 mồ. Này 22 mồ. Kuroki level 6 rồi. Tại vì lúc nãy là bên phía Cliff họ đi một cái chip lane ở dưới bot nên là họ có lợi thế hơn về cái họ thọt hơn so với lượng level. Bây giờ Kuroki sẽ bắt đầu farm bull. Khi mà có Notel đứng ok thì sẽ phải rất là thoải mái với một con Razor đi solo. Bây giờ mọi phía Cliff họ đang tiến lên khu vực trên top, họ sẽ bắt cố gắng bắt được Fly. Có Razor rồi, một pha chó lại rút đam vào phía Fly. Lock Sida rồi. Trời ơi. Lock Sida mày sao chơi. Chọn pha đấy mà không bóp. Report nó. Report bán độ. Ôi giời, S4 đây, ông có MV. S4, arrow Sida có bị cắm vào là Osaker rất may mắn, Osaker đã lách Sida. Giờ Rim có 2 arrow, 1 arm, rất là biết Osaker nè. 1 dập xa, no tail nửa máu rồi. Pyroia đứng giữ trận đề ở đây là thúc đam và có một phía S4. S4 kẹt đây rồi, có lẽ S4 sẽ nằm xuống rồi. S4 có nó phải ship đi và nằm xuống rồi, để ập đi nhưng mà không thành công, 3 đều. Dire's bottom tower is under attack. Đó là ba đều. Dire's bottom tower is under attack. Một chói ra stress. Radiant structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower has been denied. Secret deny được chỗ này, trong khi đó thì ở trên top đó chính là Kuroki ăn được cái chỗ boss. Kuroki đang bắt đầu farm bù bằng 34-3 rồi, 35-3 đang rất là xanh lại so với cái Razor rồi, khi mà Razor phải bỏ lane đi bụi. Kuroki level 8 rồi, cái này cũng sẽ gánh cái kèo rồi thôi. Đang lên cho mình một cái tay. Tay tay bắn nha. Rồi đúng rồi, Clint thì nó không cần tóc chạy nhiều lắm. Tại vì nó có cái anti rồi, à cái skill 3 rồi. Skill 3 này nó nâng mát luôn, 3 điểm rồi, gần mát rồi. Chạy rất là nhanh. Giờ lấy nâng tay để lấy tóc đánh. Anh Liên Fly này và vào đường bạn chơi có thể sẽ bị bắt lẻ không. Chạy rất nhanh, chạy được rồi. Còn dày máu Midas. Rất là giàu ở đây, Furion sẽ bị bắt theo tôi chạy. Có TB. Arrow Mr và Silent lại focus vào phía Furion nhanh xuống 4-3 cho phía Secret. Đó là Midas dành cho phía Furion. Bây giờ bên phía Cliff họ sẽ tập trung vào cái limit này, 3 hero rồi. Có S4 sau. S4 rune DD và Moonlight Shadow. Lời có làm được gì không? Có vẻ như là không. Chứ có biến gì ở đây cả. Vâng, con Doom của Fly là với việc có Midas như thế này thì anh ấy có thể tha hồ đi đảo lane mà không lo vấn đề farm. Vừa cắn Midas vừa cắn Creep là một cái là cái lượng tiền, là kinh nghiệm quá là dư dả cho phía Fly rồi. Fly rồi thoải mái đi rồi. Network lúc này còn giàu nhất là Fly, thứ hai là Kuroki, thứ ba là S4. Kuroki có gì rồi? À bằng copy, copy vậy. Kuroki đâu? Đây, Kuroki là Midas luôn. Vâng, Midas Gaming đến từ phía Team Secret. 3-2 cái, và phía Clip cũng một cái, Midas đấu với Midas. Radiant's middle tower is under attack. Có TV ra.
con gọi cây ra push rồi ăn máu rồi nó tan ra bảy nước chắc và Starfall ăn hết cho Poppy này kẹt. Nhưng mà đây là cái là cái màu hồng đó là Wilding Rift của con Quest 4. Đồ ta rất là hay, thì mà chúng ta phải biết được là con nào last hit. Có việc là cái gold nó hiện lên nó có màu. Arrow cắm thẳng mặt Rift rồi, con Arrow tuyệt vời, trúng ngay con Rift của Poppy. Mà phải biết Kuroki, Kuroki sầu rồi. Kuroki có vẻ khá là gọi là tự tin và mạo hiểm và đã bị feed lần thứ hai bằng 1-2-1 cho Kuroki. Liên tục là những pha gọi là chăm chỉ mua đó đến từ phía team Cliff. Giờ Arrow đi ra rồi, giờ Rip coi lại stress chơi luôn, stress luôn, đúc luôn, stress một pha tên xa đó là tên hè rồi, muốn lại xa đầu lập tức và đó là đúng rồi. S4-5 rồi, bây giờ lỗ rồi, Secret Thành sẽ phải lưu về và 4-5 cho phía team Lee. À vâng, có vẻ Yolo đang sung sướng chứ, chắc qua lượng dịch lệch còn 5k cho Secret kinh nghiệm thì hơn 2,5k vâng. Vậy là Yolo vẫn đang đá ra máu thôi, không phải nào sướng được, nhưng mà trên lệnh gold vẫn giữ ra mức ổn định như nào được chủ Radiant's middle tower has fallen. Với việc có cho mình 3 cái mai đá thì bên phía team Secret rất là giàu. Vâng, đó là 3 cái mai đá, tại vì bản thân con Doom cũng có một cái mai đá từ cái skill 1 rồi. Dire's bottom tower is under attack. Mình thấy ở phía Team Secret nó còn thiếu một cái sự phối hợp, sự gắn kết giữa các người đồng đội với nhau. Chứ thật ra thì ảnh khá là Sida. Chẳng qua là họ dẫn trước Lee là do cái kỹ năng cá nhân của họ tốt thôi. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Trời ơi, bao trời ơi, đi này hay không? Đi này lát hết, đi này hay lát hết. Lát hết không? Đi này thành công. Giờ này ở khu vực boss, đó là ngủ ở phía đâu ta? Đó sẽ là hố Oscar E đầu thẳng Oscar không đâm được cả sáng của các phía Oscar. Oscar nằm rồi, về tới Strength Dragiro sẽ phải chết. Rip xấu ra rồi. À, tuy nhiên thì ở mid thì Buck đã bị hố. Đi này chậu còn bị hố nữa, Rip Buck. Rip S4. À, anh Tây của Clint nó cộng thêm tiền nữa. Có cái devour của Doom nó cộng thêm tiền nữa. Anh Tây Clint như là kiểu phòng tôm con creep thôi. Thân vai hẳn gần nhà bạn Phan. Giờ Roshan cho phía team Lee có để phô tăng. Có quá ở đây, thấy rồi, thấy là Lee đang Roshan rồi. Roshan 5k nửa máu rồi, bắt có Lee đẩy hợp vào, thấy được bé Roshan quẩy thôi, quẩy thôi, giờ vào đẹp, giờ vào đẹp. Nè ra đâu chuẩn bị tham minh chuẩn thái nào đít có ngủ rip phải học lần thứ hai vào chắc cô sao bây giờ vào silent rip coi F4 đúc đam nằm luôn F4
Rip Arrow Radio đâm tường thanh niên Ashika. Chỉ phải gặp Radio thôi. Ta còn đi hai Radio. Roshan cho bị Red. Dạ, yeah, Hero Aegis cho đài. Aegis cho Jack Hero và Roshan cho đài. Cho team Cleave. Và sao nhỉ? Jack Hero này lên cái style Limit lên Mecha. Rồi cầm cả Aegis. Đây, solo kill Bobby không? Không, Starfall X2 vào cái clip. Cái Starfall X2 vào clip. Nếu mà vào được con Sky thì đó sẽ là một solo kill của Bobby. Cái team này kiểu nó như dồn kiểu như kiểu 5 người mỗi một ý vậy. Nó không có cái sự gắn kết gì kìa. Đây là một cái team mà 1+2+2 nên là nó cứ sida thế nào. Poppy thì cặp với Goroki, Notel thì cặp với Fly và F4 thì một mình. Thiếu cái sự kết hợp giữa các đồng đội. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Cái đâu quá phía F4. Nút đam luôn, F4 sắp xong rồi. Giờ focus vào phía Clean của Arrow. Chỉ thấy là đứa Bobby và Royer nằm xuống rồi. Clean Royer. Ăn tiếp dụ hả? Đừng có thật tàn. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Nó teo ra ngủ. Thôi xong stress rồi Arrow này. Này thì stress, bây giờ stress sẽ mất Aegis. Rip em. Cố gắng chạy cổ Mecha lên. Một chém, bây giờ sẽ là một cái đúp. Đúp, đúp nó. Đúp. Rip stress. Whiskey. Là Whiskey. Vâng, ở phía trên thì Ashika bị Goroki ám toán. Rồi, có Gen, Notel đi quá thành công. Bây giờ cần một người ra soi sai để mà phá cái ward này. Quăng cái mana làm gì? Rồi, giờ nhặt lại rồi. Nè này. Arrow. Sky phải có Sky một Farim coi Sky. Anh tì luôn cứu luôn kì xếp chết. Bây giờ ăn Arrow rồi từ phía Sky rồi Sky mới nằm xuống rồi. Ở phía trên F4 focus vào phía Ashikar. Ulti luôn Ashikar focus vào phía Fly có BKB. Anh không phải sẵn chết thì Ashikar. Một pha đâm, một pha xe nữa. Một pha bật lửa và đó chính là Shred. Đó chính là Rodeo. Double kill cho phía Fly. Double kill cho phía Kuroki. Đó là team Y nếu mà Sky không hồi sinh ra. Đó là team Y cho phía team Secret. Dire's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has been denied. Trời nè.
Vâng, Furion bị bắt rồi. Một pha lao vào, đâm nó, không có đâm, level dead rồi, má gần hết máu. Bây giờ pha Aero Sida từ phía Poppy và đó chính là Furion chạy được. Bây giờ phía team Secret họ cần phải chạy về. Có Moonlight Shadow, Poppy có Moonlight Shadow và team Cleave không có gen. Có đó và Sentry rồi. Có lẽ Moonlight Shadow vòng lại cũng hay nhưng mà phía Secret họ có vẻ không muốn mạo hiểm. Và đó là rune hex cho phía S4. Aero thẳng mặt con Sky rồi. Đó để ở Moonlight Shadow vào ngay cái xe chơi Sida rồi Rimcoy Ronin Rick các kiểu không có được lao và nó bị lao vào vô luôn. Ta hồ đáng cho cái bộ Poppy nào luôn. Đó là nó đó là hai mạng làm xuống từ phía King Cleave khi mà hệ vào quá một giấy và đâm được. Đó là rồi làm xuống double kill cho phía Flash. Cục gen nó rớt ra. Bây giờ còn có một phía ai đây? Ngủ từ phía Notel. Đó chính là Sarkov sẽ chết và thứ nào sẽ là Shred. Đó là tiền quà dành cho phía team Secret. Ôi mít rồi. Vô. Vô đây. Còn Kuroki level 16 rồi. Nói sao bắn không đau. Đang lên MKB nữa. Sigma thì đang lên Sigma. Sigma này là Fly. Fly lên Sigma. Ok, quý vị có cho mình level 6 thì cái buff của Ulti nó sẽ full time luôn. Có nghĩa là lúc mà nó hết tác dụng cũng là lúc mà nó hết cooldown. Nhưng mà xài liên tục được luôn. Ở đây, đâm gặp được nhau. Rồi làm gì? Bị chó lại cắn cây bò ra. Anh không sáng mày đâu. Một level dead nè. Một level dead nó, đúng rồi. Tiếp tục lao lên. What the fuck? Được mà. Anh đi fly có vẻ hơi là chơi hơi an toàn. Nếu mà phá vừa rồi YOLO có thể BKB về được. Các bạn thanh niên này không có cái TP nên là không lao lên. Nếu mà một pha solo kill Kuroki giết được thanh niên stress. Nếu mà phá vừa rồi mà fly có cái TP thì có thể fly sẽ YOLO. Bây giờ Aero cắm thẳng mặt con Sky. Ít 2 khi ra rồi nhưng mà một cơ mồi S4 với cái dragon kết thúc đường Sky của thanh niên là Buta. GG well play từ phía Cleave. Đó là GG well play. Sam boy của Kuroki nữa các bạn. Một cái phía Roger nằm rồi. Vâng, 24 phút. Một trận đấu khá là chóng vánh với bàn thắng nghiêng về phía team Secret. Vâng, 24-9. Vâng, 24 phút có 24 kill cho phía team Secret. Vâng, kết thúc game đấu thứ hai trong loạt trận Slaughter ngày hôm nay. Chúng ta cùng chờ phút trước khi đến với trận đấu thứ 3. Trận đấu nhiều fanboy Na'Vi mong chờ. Vâng, trận đấu giữa team Na'Vi và team Compass Gaming sẽ được bắt đầu sau 30 phút nữa. Vừa rồi là phần stream và bình luận của Đô đến từ BBB Studio. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.